Bình thường anh chị mình nghe nói là thanh xà, bạch xà ha Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị mình cháo luôn Hồng xà <laughs> Đây là một cái dòng đen rô mới các anh chị ha Đây là một cây chớp, cây hồng xà à chớp các đâu? anh chị Thật tên gọi của nó là hồng xà bởi vì là đây là một cái khuôn hoa của dòng hổ mang nhưng mà phơm cánh của nó là mình thấy nó phá vỡ cái phơm cánh màu trắng mà các anh chị mình thường hay thấy thì cái anh này là phơm cánh chủ đạo của nó là màu hồng và viền của nó là mọi người nè thì đây là một cái khuôn hoa cũng rất là hiếm luôn lần đầu, đầu tiên mà em đang thấy cho mình một cái cái chậu uh, hổ mang phơm cánh hồng mà chớp nữa các nữa mà hả? đang rất rất là đẹp luôn và đây là một cái chậu tác phẩm là siêu to khổng lồ và đây cũng là một trong những cái chậu tác phẩm mà chuẩn bị đi thi ha các anh chị ha trong thời gian tới thì hôm nay uh, nhân dịp mà đang có một cái cây hồng xà này thì nhà vườn đang có một cái lô cây đang chuẩn bị sổ hoa để cho các anh chị mình sổ ra những cái khuôn hoa chớp nếu may mắn thì mình sẽ ra được cái cây hồng xà như thế này giá trị siêu cao luôn mọi người vì nó hàng rất là hiếm ha à, à cái lô hồng xà này các anh chị đây chính là những cái cây bán nè rất rất là lầm luôn cây tơ nguyên diên và cực kỳ đẹp nha thường là hổ mang các anh chị mình sẽ thấy thân thủ nó sẽ cao nó ít thân thôi nhưng mà cái lô này đặc biệt hơn cây vừa cao vừa lầm nữa cao tầm khoảng hơn một ngăn tay của em một ngăn rưỡi luôn và siêu lầm cây tơ vừa lá đẹp nữa các anh chị thì hầu hết những cây này thì nó sẽ có những cái đường viền nhỏ đường màu hơi tím tím ha thân nó cũng sọc tím cho mình nữa à, với dòng này thì mình sẽ không có thể dựa vào thân lá để mình chọn chớp thì em sẽ chọn ngẫu nhiên cho các anh chị mình những cái cây như thế này nè vừa lùm vừa đẹp và đều nhau ha một combo ba chậu hồng xà sổ chớp với giá chỉ có 190 trăm chín ngàn thôi à, hoa lan di phong sẽ bao phí ship cho các anh chị à, đồng thời tặng mốc tre cũng như là kích hoa Với những cây này thì hy vọng là các anh chị mình sẽ có hoa chớp trong cái dịp Tết 2024